Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, vào sáng nay, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nơi có 800 liệt sĩ quê Nghệ Tĩnh đang yên nghỉ. Cùng đi trong đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu. Trong kháng chiến chống Mỹ, Vĩnh Linh là mảnh đất tiền tiêu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, địa danh gắn với cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, là nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền Nam Bắc trong hơn 20 năm và những sự kiện lịch sử gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của quân và dân ta. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, Vĩnh Linh được mệnh danh là vùng đất thép, từng tấc đất nơi đây đều thấm máu bao người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nằm ở phía bắc sông Bến Hải, nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh là nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện lớn nhất tỉnh Quảng Trị, là nơi yên nghỉ của hơn 5.600 anh hùng liệt sĩ của 41 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có 800 liệt sĩ quê Nghệ An và Hà Tĩnh. Trước tượng đài và phần mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh, với tấm lòng tôn kính, biết ơn vô hạn trước những cống hiến hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc, quê hương đã không tiếc xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.